Chú anh chị đang xem hình ảnh được con đi trực tiếp tại xã Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nơi mà quý thầy gọi là trưa ngày hôm nay 24 tháng 5. Cảm ơn cô chú luôn ủng hộ kênh của con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mong cô chú hoan hỉ cho con xin lượt like, lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để đăng tải an lạc tới tất cả mọi người ạ. Chưa giờ mới thấy là được ai đúng không? Dạ, nãy em đi ăn cơm nha. Nãy em mất đi ăn cơm của chú anh chị ơi. Gà hả? Gà hả? Gà hả? Gà hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.